Chứ còn nếu mình muốn rằng cái con người của mình được bình an, được khỏe mạnh, được tự nhiên, mà mình tiếp tục mình cứ nuôi dưỡng bằng những cái thức ăn rất là sai lầm, rất là khổ đau, rất là độc địa, thì đừng bao giờ mong mà nó có những cái điều tốt đẹp ra cho mình hết cả. Và một lần vậy thì chúng ta phải chọn những cái thực phẩm chúng ta phải chọn những cái thực phẩm nào mà cho nó thịt sạch, thịt tốt theo cái khả năng của chúng ta có. Rồi khi mà chúng ta có cái thực phẩm đó rồi, chúng ta chế biến cũng vậy. Quý vị phải chế biến cách nào mà càng đơn giản nhất, càng trung thực nhất. Bây giờ khi chúng ta chế biến một cái củ cà rốt, một cái bông cải xanh, một cái miếng bí đỏ, quý vị thấy nếu chúng ta chế biến nấu nướng đúng thì nó sẽ biểu hiện cái màu sắc của nó là tươi đẹp nhất, cái hương vị của nó là chuẩn mực nhất, thơm tho nhất. Nhưng mà khi mình nấu, mình phối hợp quá nhiều, mình thêm gia vị thì nó sẽ mất đi cái màu sắc tươi đẹp của nó, nó sẽ mất đi cái hương vị tự nhiên của nó và nó sẽ trở nên rối rắm. Vậy thì mình đang dùng cái chân thực, cái tự nhiên, cái tốt đẹp để nuôi dưỡng, để duy trì sự sống chân thực, đơn giản, tốt đẹp của mình, hay là mình đang dùng cái rối rắm, cái cầu kỳ, cái không chân thật? Nếu như mình đem những cái đó mình nuôi dưỡng thì mình sẽ được biểu hiện ra là cuộc đời mình nó rối rắm, nó không chân thật, nó không tốt đẹp, nó không còn cái sống. Chưa kể nó là mình sử dụng thức ăn động vật. Không có một cái con vật nào mà đến giờ phút cuối của cuộc đời mà nó sẵn sàng nó bước lên cái thớt hay là bước vào cái nồi của mình hết. Nó luôn luôn phải dạy dỗ, phải vùng vẫy, phải đấu tranh cho cái sự sống còn của nó. Vậy thì chưa biết là cả cuộc đời nó sống như thế nào, nhưng mà đến giờ phút cuối của cuộc đời nó luôn luôn phải vật lộn với sự sống. Vậy thì chỉ ngay cái phút giây đó không thôi, nó đã tạo ra biết bao nhiêu cái nội tiết tố, biết bao nhiêu cái năng lượng tiêu cực. Và mình đem cái đó vào mình nuôi dưỡng mình. Vậy thì mình có đem vào để nuôi dưỡng cái sự bình an, có trân quý sự sống hay không? Thì đó là những cái mà chúng ta cần phải hiểu và cần phải quan tâm và thực hiện. Chứ còn nếu mình muốn rằng cái con người của mình được bình an, được khỏe mạnh, được tự nhiên, mà mình tiếp tục mình cứ nuôi dưỡng bằng những cái thức ăn rất là sai lầm, rất là khổ đau, rất là độc địa, thì đừng bao giờ mong mà nó có những cái điều tốt đẹp ra cho mình hết cả. Và một lần nữa, quý vị thấy trong lịch sử của chúng ta hàng trăm năm qua, thậm chí có khi là gần cả 1000 năm, chưa có một cái trận đại dịch nào mà nó đi xuyên suốt cả thế giới, từ nước nhỏ đến nước lớn, từ đông sang tây, từ bắc xuống nam như lần này. Đây là gì? Sự bình đẳng tuyệt đối là quy luật vận hành của vũ trụ. Để đừng nghĩ rằng anh là cái con người thông minh, mạnh mẽ, khôn ngoan, và anh có thể đàn áp, ức chế, anh có thể tàn phá, hủy diệt môi trường, anh coi thường hết tất cả mọi loài khác. Dù là một cái con vật không phải là hoàn chỉnh, nên nhớ virus nó không phải là một sinh vật hoàn chỉnh, và thậm chí nó cực nhỏ. Nó nhỏ gấp trăm ngàn lần so với hạt bụi nhỏ nhất mà chúng ta có thể thấy được. Nhưng mà nó mang một cái thông điệp xuyên suốt cho cả thế giới, cho tất cả các nền văn hóa, cho tất cả các ngành nghề và cho tất cả hết mọi đẳng cấp, giai cấp trong xã hội. Vậy thì đây nói lên gì? Rất nhiều bài học chúng ta cần phải học. Chúng ta cần phải tỉnh giác. Nếu như chúng ta chưa học được cái bài học này, 2/3 dân số thế giới mà chưa học được bài học này, thì chúng ta cứ tiếp tục phải khổ đau, phải chịu đựng, phải vật lộn, và chúng ta cứ tiếp tục phải chiến đấu. Vậy thì trở lại là làm sao để chúng ta nuôi dưỡng mình trong đời sống hàng ngày đây? Thứ nhất là chúng ta cố gắng sử dụng cái thức ăn nào càng tự nhiên bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu. Và nếu những ai mà còn sử dụng thức ăn động vật, đặc biệt trong giai đoạn này, thì chúng ta cố gắng loại trừ nó ra khỏi cái menu, cái chế độ ăn của mình. Ngay cả khi mình có khả năng tìm được nguồn thức ăn hoàn toàn sạch,
và tự nhiên, thì trong giai đoạn này chúng ta cũng không nên sử dụng các loại thức ăn động vật. Bởi vì như chúng tôi nói quý vị, tức là thức ăn động vật sẽ chiêu cảm và hấp dẫn những con virus này đến nhanh hơn là thức ăn thực vật. Thứ hai, thức ăn động vật là nó phải đấu tranh vật lộn cho sự sống của nó. Nó sẽ bất an căng thẳng ở giờ phút cuối khi nó phải lìa cuộc đời của nó. Vậy thì nếu chúng ta không muốn mình và những người xung quanh mình tiếp tục bị căng thẳng khổ đau vì cái dịch bệnh này, thì chúng ta đừng tiếp tục tạo ra những cái năng lượng khổ đau cho những loài xung quanh. Và dĩ nhiên tất cả mọi loài đều có cái niềm đau nỗi khổ hết cả, nhưng mà những loài sinh vật càng lớn bao nhiêu thì cái nhận thức, cái ý thức, cái xúc cảm của nó càng mạnh bấy nhiêu. Những cái cây, cái cỏ, cái hoa lá nó vẫn có cái cảm xúc, nó vẫn cảm nhận được cái từ trường tích cực tốt đẹp của mình. Nó vẫn bị héo, bị buồn khi mình không chăm sóc hay khi mình cắt nó. Nhưng mà nhanh chóng sau đó mình ngâm vào nước, mình bỏ vào đất thì nó vẫn có thể tươi lại, nó vẫn có thể mọc ra một cái cây khác, một cái nhánh khác cho mình. Nhưng mà cái con vật khi mình cắt, mình giết rồi, mình không có đem vào phòng mổ để mà mình may, mình khâu, mình làm hô hấp nhân tạo cho nó sống lại được đâu. Vậy thì cái thức ăn của chúng ta phải làm sao trong giai đoạn này, chúng ta phải loại trừ cái thức ăn động vật ra khỏi cái bữa ăn của mình. Và dĩ nhiên đó là điều tốt nhất. Và khả năng của mình thực tập như thế nào thì tùy, và chúng ta nên nhớ luật vũ trụ là luật nhân quả. Không sớm thì muộn mình cũng phải gặp những cái hậu quả đó. Đối với những người đã sử dụng được thức ăn thực vật thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta sẽ cố gắng làm sao sử dụng một cách tỉnh thức, để sử dụng làm sao hạn chế với tất cả những cái sản phẩm thực vật nào không tự nhiên. Không tự nhiên. Và chúng ta phải cố gắng sử dụng toàn phần. Tại vì vũ trụ này nó có sự bình đẳng, nó đều có mối quan hệ mật thiết với nhau hết. Đừng bỏ phần này mà lấy phần kia theo cái sở thích của mình hay theo cái nhận thức của mình. Trở lại một lần nữa là nàng COVID này mang cho chúng ta rất nhiều thông điệp, và một trong những cái thông điệp căn bản dễ dàng nhất là sự bình đẳng tuyệt đối. Vậy thì đó là những cái phần mà chúng ta nuôi dưỡng bằng thức ăn thô. Càng sử dụng thức ăn trung thực với tự nhiên, gần gũi trong cách trồng, trong cách chăm sóc, trong cách chế biến bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu. Và khi mà chúng ta sử dụng đúng như vậy, chúng ta có thêm được một cái nguồn kế tiếp để hỗ trợ cho mình là gì? Vitamin, muối khoáng và khoáng vi lượng. Tại vì khi mà mình nấu, mình chế biến nhiều quá, mình thêm gia vị nhiều quá thì những cái này nó sẽ mất hết. Vậy thì cái thức ăn của chúng ta, chất bột, chất đạm, chất béo có tốt cách mấy, có đúng cách mấy mà nó không có vitamin, muối khoáng và khoáng vi lượng thì nó cũng sẽ không chuyển hóa ra năng lượng cho chúng ta được. Và cuối cùng nó cũng trở thành rác và chất.